Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm For Skin TV Hata Pham do dược và thiết bị y tế Hà Tây sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về For Skin TV Hata Farm cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm For Skin TV Hata Farm có thành phần là collagen 200mg, l cystine 50mg, vitamin E 10UI, omega 3 20mg. For Skin TV Hata Farm được bảo chế dưới dạng viên nang. For Skin TV Hata Farm mang lại cho người dùng công dụng, hỗ trợ chống oxy hóa hỗ trợ giảm lão hóa da, sạm nám da, tàn nhang, hỗ trợ giúp da sáng mịn. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người bị sạm nám da, tàn nhang, lão hóa da, người muốn đẹp da, sáng da. Sản phẩm For Skin TV Hata Farm được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của For Skin TV Hata Farm được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, ngày uống 2 đến 4 viên, chia 2 lần, uống sau khi ăn. Chống chỉ định khi sử dụng Foreskin TV Hata Farm, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Foreskin TV Hata Farm, đồng thời biết cách sử dụng Foreskin TV Hata Farm sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.